chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị luôn. Này là mai chiếu thị kim giòn. Đó, cây đầu tiên này là cây mai chiếu thị kim giòn, cái này là da xanh ha. Đó, cây này nguyên một bệ gì luôn nha cô chú anh chị. Đó, mã số này là 252. Đó, 252 nha cô chú anh chị. Da của nó là gì nè ha, đâm chọi chưa luôn rồi. Rồi em đo như vậy là 79 nè. Liền một bệ luôn nha anh chị. Đúng, cái đế của nó là 90. Chiều cao á là 40. Chiều dài cái bầu là 56. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Rồi, mã số 252 nha anh chị. 3.500.000 bao ship. Rồi, tiếp theo. 253. 253. Cây đâm chồi sống khỏe hết. Bông nụ quá trời luôn anh chị. Đâm chồi luôn ha. Cái này là mai chiếu thị kim giòn. Cái này da của nó màu đen ha. Da đen. Màu xanh, cái này da nó màu đen nha anh chị. Cây này thì cái lên nó sẽ có cái lớp da phía ngoài sẽ bong chóc ra ha, càng già nó sẽ càng bong ra nha anh chị. Nó là gần 23, 22 rưỡi á. Chiều cao của nó là 68. Mấy cái này nó đâm đậu ra là bắt đầu ra hoa ha. Rất là sai hoa luôn nha anh chị. Lá là lá nhỏ. Mã số 253, cây này 600.000 bao ship. 254. Lùng lực luôn á. Mấy cái này cái đầu cắt cũ thôi. Này, cái này là cái nhánh cắt cũ quanh này nha anh chị. Còn da của nó là cái lớp da sụn vậy nha. Rồi hoành ngay vị trí này là 38. Chiều cao là 20. Đường kính bầu là 29. Rồi mã số 254, 850 bao ship. 255. Hai năm mấy à? 254, 255. Hoàng đây là 34. 34. Chiều cao là 54. Cây này bông đang ra bông luôn nha anh chị. Màu là 29. Thì nói cây này nữa. Này nó có cái mặt nè. Nữa em ốp giấy vô dập gãy mấy nhánh nhỏ, anh chị thông cảm nha. Thì nữa nó đâm chồi mới thôi. Cái này là sẹo, nó có cái mẻ này. Mẻ miếng. Cái này là nó xuyên ra hoa đó. Ra hoa quanh năm luôn nha anh chị. Ra hoa quanh năm luôn nha anh chị. Ra đọt là ra hoa, ra đọt là ra hoa. Đâu hoành rồi. Rồi mã số 255, 950 bao ship. 950 nha anh chị. Bao ship luôn á. 256. 256. Đâm chồi ra hoa luôn đó anh chị ơi, rất là dễ ra hoa ha. Hoành đây 33. Chiều cao nó là 41, cây này dáng nó đẹp nè anh chị, nó muốn sắn luôn. Rồi mã số này là mã số 256, 950 em bao ship. 950 bao ship. Mã số 257. 257. Cái da của nó là gì nha anh chị, quay gần cái da. Đó, cái da của nó là bông nha anh chị ha. Tại này em không có xịt rửa á, nên mình thấy nó còn đen đen dơ ha. Quạnh đây là 38. 38 quạnh luôn đó anh chị. Da nó là 53. Hai năm bảy chín trăm ngàn anh chị. 258. Đồng cao luôn nha anh chị. Hoành đây là 36. 36 hoành. Chiều cao đó là 72. Rồi mã số 258, cây này là 800.000 bao ship. 258 800.000. 259. 259. Cây này đế lực lắm chị ơi. Đây là 34. 34 hoành. Chiều cao đó là
chiều cao 62. Mã số này là mã số 259 950, em bao ship 259 950 ngàn anh chị. 260. Cây này đẹp lắm chị ơi. Hoành đây 36. 36 hoành. Da là 44. Này nó có cái mặt cắt nó bị mẻ đây nè, mặt cắt cũ á. Nó bị mẻ đây nha. Có chỗ này nó có cái sẹo nè. Nào quay gần đây. Có sẹo kéo sẹo rồi nè ha, cái này còn cái sẹo ha, còn cái này là da nó bong xù nha anh chị. Rồi mã số này là mã số 260, 1.200.000 anh chị. 261. 261. Cái đầu cắt nó lên nè. Nó cắt là nó hay bị mẻ mẻ xung quanh vậy nè anh chị nha. Cây năm chọi trơn rồi. Hoành nó là 33,5. Chiều cao nó là 32. Rồi mã số 261 này 850 em bao ship. 850 luôn chị. Cây này là 262. 262. Mấy cái đầu cắt thì nó hay bị mẻ mẻ nha anh chị. Còn cái này là cái mặt cắt cái nó cũ nè. Hoàng đây là 34 nè, em đo chị 34 nha. Đó. Chiều cao đó là 65. Kính bầu đó là 30. Mã 262 này 900.000 bao ship. 262 900.000 bao ship. 263. 263. Ồ cây này đẹp lắm chị ơi. Cổ luôn ha. Đắt lượng. Hoành nó là 34. Chiều cao nó là 60. Rồi, mã số này là 263. 950 em bao ship. 950. Cây nào da cũng bông xù hết trơn nha anh chị. 264. Cây đẹp anh chị ơi. Em chưa xịt đó, em chưa xịt ra đó anh chị ơi. Nên nó có ẩm ẩm, nó bị móc móc gì không sao nha anh chị. Cây năm chọi trơn nha. Hoành đây là 36. Chiều cao nó là 45. Đường kính bầu nó là 30. Mã số này là 264. Giá của nó là 1.200.000 ba ship. 1.200.000 gì vậy? 265. Ra hoa luôn anh chị. Xài hoa để sợ anh chị thấy không? Con nhánh chút xíu xíu mà bông dữ dằn luôn anh chị. Rất là thơm luôn. Cái này mặt cắt nè, nó bị có cái nhánh nó bị mẻ nhánh đây nè. Đây nó có cái mặt xẹo đây nè. Cắt ha. Hoành nó là 30. Chiều cao nó là 75. Rồi cây này mã số 265 950 em bao ship. 950 anh chị ơi. 266. 266. 266 cái này mặt cắt cũ nha chị. Hoành đây là 27. Chiều cao nó là 40. Rồi cây này là mã số 266. 850.000 bao ship. 850.000. 269 hàng tuyệt phẩm cái này luôn chị ơi. Quá đẹp luôn. Đó. Cây này mã số là 267 nha anh chị. Quá trời bông luôn chị ơi. Nữa em ốp giấy lỡ có dập mấy cái bông mấy cái chậu này chị thông cảm nha. Nó đâm chậu mới nè. Quá đẹp chị ơi. Dẫn chuyển đi xa là chị vậy nha chị. Hoành đây là 33. Chiều cao của nó là 75. Kính bầu nó là 35. Cây này đẹp lắm chị ơi. Có mấy đầu cắt cũ thì nó hay bị mẻ mẻ nha anh chị. Đó. Rồi mã số này là mã số 267, 1.300.000. Hai sáu tám cây này thì lùng lực anh chị, đó lùng lực luôn, rất là đẹp luôn chị ơi. Đây nó có bị chạy đi xíu nè, đây là da của nó xù ra nè. Hoành đây là gần 32, 31,5. Chiều cao nó là 28. Đường kính bầu nó là 30. Da của nó là cây nào cũng sùn da vậy trơn nha anh chị. Rồi mã số 268, 1.500.000 em bao ship.
Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê cây cảnh ha, đặc biệt là giống sâm trái nha anh chị. Nay em về được lô sâm trái này, cây này nói chung là người ta đã vô bầu cũng lâu rồi. Đó, cây sống khỏe nó ăn rễ nó ăn tới dưới này luôn rồi. Đó nè. Đó, cây thì nó bự, một số cây thì bự bằng đầu đũa ăn. Đầu cũng nhỏ ha, đầu đũa ăn hoặc bự hơn đầu đũa ăn. Thì nói chung tóm lại cỡ bằng đầu đũa ăn anh chị ơi. Đó, nè, mà cây nó dài nè. Đó, cây này thì tầm 2 gang. Đó, tầm 2 gang nha anh chị. Nói chung là tầm 2 gang. Đó, nè, tầm 2 gang. Đó, 1 gang, 2 gang, cỡ 2 gang của em á. Thì cái này thì này lô này mới về nè, hàng đẹp không nè anh chị ơi. Đó, cái bầu nào cũng là nó bự bự hết trơn à. Người ta nó vô bầu bự để cho nó mạnh á. Cái cây này rất là mạnh ha. Nè, ăn rễ bích cái bầu hết trơn nè. Cái lô này thì em giao lưu với anh chị thì chỉ 6 cây. 200 ngàn em bao ship ha. Em bao hàng sâm trái, nếu mà nó ra sâm bông thì một em đền 2 cho anh chị. Cái bộ như có cây nào mà sẽ ra sẽ ấy là em một em đền 2 cho chị luôn, anh chị luôn là đền 5 cây khác luôn. Tại vì cái nguyên cái lô này là em chiết nhánh từ sâm sâm trái chứ à. Cho đó không có lộn sâm bông đâu anh chị ơi. Đó, em về cũng cả gần ngàn cây nha anh chị. Đó, cây rất là cây này người ta đã vô bầu này 4 5 tháng rồi ha, chứ không phải là mới vô nha anh chị. Đó, cây rất là sống khỏe luôn, đâm chồi đâm rễ tuốt cái này chân nè. Đó. Cây rất là mạnh. Cây thì nó bở cỡ bằng đầu đũa ăn hoặc lớn hơn một chút thì báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn đi, cho anh chị khỏi phải nữa, nhỏ hơn thì anh chị không cảm. Đó. Thì chiều cao của cái cây á thì tầm 2 gang. Đó, anh chị ha, tầm 2 gang ha. Đó, cây sống khỏe nè, nè, rễ nó ăn bích cái bầu dưới này luôn à. Tại cái này người ta vô cái bầu hơi to nè. Đó, nó ăn rất là mạnh nè. Anh chị mấy cây này dài nè, về anh chị uống đổ nè hoặc là uống dán lông nè, kẹp dây nhôm vô anh chị, rất là đẹp ha, chơi cây mini rất là đẹp ha. Đó, mà cây này nhánh nè, đó. Anh em uống cây đổ hoặc cây mini cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ha, vô cái chậu mini nữa là tuyệt vời ha. Rồi chỉ 6 cây 200 ngàn em bao ship. Này lô này em mới về nha anh chị. Đó, anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi anh chị nào mà cần sâm trái này ha, 6 cây 200 ngàn thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 ha. Rồi xin chào anh chị.